Nếu một ngày bạn tạo ra một dự án rồi chỉ để vứt nó vào scrap. Đó là câu chuyện của những tính năng đã bị TZ loại bỏ khỏi Jujutsu Shenanigan. Và để biết anh chàng này đã vứt bỏ những gì để tạo nên Jujutsu Shenanigan như ngày hôm nay, chúng ta phải bắt đầu vào những ngày đầu của dự án. Đây là Dismantle hiện tại, còn đây là Dismantle ngày trước. Tôi không biết lý do gì mà họ loại bỏ cái cũ, nhưng cái này giống với anime hơn. Nếu bạn nghĩ Blue Max chỉ có thể hút mọi thứ xung quanh như hiện tại thì bạn đã nhầm. Trong quá khứ, nó có thể gộp tất cả các vật thể và ném chúng đi. Tôi cảm thấy khá tiếc khi họ loại bỏ tính năng thú vị như vậy. Họ đã tạo ra một chiêu gọi là Curse Punch. Nếu để ý kỹ, nó khá giống với Curse Arena. Có lẽ vì sợ nói copy nên họ đã xóa nó chăng? Curse Simple ngày trước có thể tạo ra một làn sóng xung kích nhỏ xung quanh. Hơn thế nữa, nếu không có mục tiêu thì nó sẽ nhặt một tảng đá bên dưới rồi ném về phía trước. Không hiểu sao họ lại quyết định bỏ cái này mặc dù nó khá hay. Subscribe nếu bạn muốn nó quay lại. Khi bạn thực hiện lãnh địa của Sukuna, bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa bây giờ và ngày trước. Họ đã bỏ đi mặt nước và tông màu đen trắng. Blue ngày trước có thể dùng để phá hủy vật thể, còn bây giờ TZ đã loại bỏ tính năng này. Mà có thêm thì chắc cũng chẳng để làm gì. Sau khi tung ra hư thức tử, đáng ra sẽ có hiệu ứng tan biến như thế này. Có thể là vì muốn tối ưu hóa nên họ đã loại bỏ hiệu ứng này. Đây là Blue Max ngày xưa. TZ đã đưa ra hai bản làm lại của chiêu này và bạn biết cái nào được chọn rồi đấy. Chiêu dịch chuyển của Gozo ngày trước có thể xuyên qua cũng như phá hủy vật thể, còn bây giờ thì không bằng một góc ngày trước. Có lẽ họ sợ Gozo quá mất cân bằng nên đã nớp cái này. Họ cũng bỏ đi kiểu di chuyển từ trên cao xuống. Cái này thực sự không quá cần thiết nên bỏ đi cũng đúng. Còn một thứ bỏ đi khá đáng tiếc nữa là Gamepad Jujutsu Shenanigan tại shop của chúng tôi. Dù là thế, vẫn còn Gamepad trong Get Battleground, các dịch vụ Anime Defense và Black Fruit dưới phần bình luận. Đây là lãnh địa của Hakari ngày trước. Nó khá giống với toa tàu và sau khi thức tỉnh thành công, nó sẽ hiện ra con số chứ không phải mấy lá bài như hiện tại. Hà quang cũng đã bị thay đổi. Tôi từng đoán nhân vật tiếp theo sau Hakari sẽ là Nobara, nhưng có lẽ họ đã tạm hoãn nhân vật này. Đến giờ vẫn chưa thấy thông tin nào Nobara sẽ ra mắt. Tôi không biết đây là hoạt ảnh ban đầu của Curse Child hay là chiêu nào khác. Thật may vì nó đã được chỉnh sửa. Trước khi có đòn kết thúc bằng hắc thiểm như bây giờ thì nó từng trông một loằng ngoằng như thế này. Giữa hai cái này tôi cũng chẳng biết cái nào thực sự tốt. Đây là bản đồ lúc đầu và hãy so sánh nó với hiện tại. Một sự phát triển đáng khen ngợi. Chiêu đặc biệt của Sukuna cũng đã thay đổi. Bạn có thể thấy tư thế nó khá giống với chiêu 3 của Yuji. Mà nhắc đến chiêu 3, ban đầu nó được gọi là Survival Kunai. Người chơi sẽ dùng một con dao nhỏ, được lấy cảm hứng từ trận chiến với Yuta, tấn công vào kẻ địch chứ không phải là tung năm đấm như hiện tại. Có lẽ là vì thương hiệu của Yuji là hắc thiểm nên họ đã loại bỏ nó. Dù mới chỉ ra mắt chiêu 3 của Mahito gần đây, nhưng họ đã loại bỏ nó và thay thế nó bằng chiêu 3 như này. Cá nhân tôi thì chiêu 3 cũ nó mang đậm chất Jujutsu Shenanigan hơn và trông nó khá vui nhộn. Mặc dù tôi cũng chẳng biết lý do tại sao họ lại bỏ chiêu này. Và cuối cùng, thứ tôi cảm thấy tiếc nuối nhất chính là lãnh địa của Megumi. Họ đã bỏ rất nhiều công sức để xây dựng cũng như phát triển nó. Lãnh địa này đặc biệt ở chỗ có thể di chuyển theo bản thân chứ không đứng yên một chỗ như đa số lãnh địa khác. Nhưng có thể là một Mahuraga là quá đủ. Nếu thêm cả lãnh địa của Megumi thì nó sẽ trở thành nhân vật mất cân bằng.